Và bây giờ thì bây giờ chúng tôi xin nhường sân khấu lại cho nữ xứ ngôn viên Kim ca sĩ Hương Thơ. Xin vị cho Hương Thơ một tràng pháo tay. Vâng, Hương Thơ xin được trở lại với quý vị. Quý vị chắc có lẽ là lạnh lắm. Nhưng mà trong cái niềm vui của mùa xuân chắc chúng ta cũng thấy ấm tận trong trái tim rồi gian tỏa ra ngoài. Tiếp theo đây là một tiết mục rất là đặc biệt. Đó là một tiết mục mà để chúng ta tìm cho các cháu tìm hiểu thêm những phong tục tập quán. Đáng lẽ là Hương Thơ có ba vị giáo sư đại diện cho ba miền Nam Trung Bắc. Nhưng có lẽ hai vị kia đang bận chưa đến kịp nên chúng tôi sẽ mời một vị đại diện cho miền Trung. Đó là Đại tá Lê Khắc Lý sẽ lên đây, sẽ đóng vai một người ông rất là hiền từ, rất là thông uyên bác về phong tục tập quán, để cho các cháu nhỏ đặt câu hỏi. Và nhân tiện đó các cháu nhỏ của quý vị có thể học hỏi thêm. Hương Thơ có vài dòng giới thiệu đến quý vị về cựu Đại tá Lê Khắc Lý. Ông từng là Đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng là tham mưu trưởng quân đoàn 2, quân khu 2, đồn trú tại Pleiku, Cao Nguyên, Trung phần Việt Nam và tham mưu trưởng quân đoàn 1 Tiền Phương ở Huế. Ông cũng là tham mưu trưởng các sư đoàn 25 và 22. Ông cũng từng là tỉnh trưởng ở Quảng Ngãi. Trong quân đội ông tốt nghiệp trường chỉ huy và tham mưu cao cấp của lục quân Hoa Kỳ. Và ông cũng tốt nghiệp thứ hạng trường cao đẳng quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Và có bằng cử nhân luật tại Đại học Luật khoa Sài Gòn trước 75. Và sau 75 ông có bằng MBA tại Hoa Kỳ. Trước khi hưu trí vào năm 1977, ông là một công chức của quân của quận Cam, phục vụ tại sở bầu cử, chuyên viên về tiếp ngoại đặc trách cộng đồng Việt Nam, tức là Community Program Specialist Vietnamese Community. Và hiện nay ông là chủ tịch lâm thời của cộng đồng Việt Nam tại Nam California. Xin một tràng vỗ tay đón chào cựu Đại tá Lê Khắc Lý sẽ đóng vai người ông rất là hiền từ của ba cháu Dan, Jennifer và Vincent. Right? Okay. Oh, Thomas, I'm sorry. Thomas. Và xin mời Đại tá Khắc Lý có vài lời chúc Tết. Kính thưa quý vị, nhân dịp Tết đến, chúng ta tụ tập nơi đây để đón mừng xuân mới, xuân Giáp Ngọ 2014. Mặc dù xa nhà, chúng ta không bao giờ quên cái tập tục văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Nhân đây chúng tôi xin kính lời chúc toàn thể quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, mọi việc hanh thông từ việc tư đến việc công và tâm hồn trong sáng, thân tâm an lạc. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi rất hân hạnh để mà trả lời các câu hỏi của các em. Thưa ông, muốn tìm hiểu về phong tục Việt Nam. Đâu, cháu bắt đầu đi. Thưa ông, cho con hỏi, người Việt Nam sửa soạn ăn Tết như thế nào? Câu hỏi là ở Việt Nam là sửa sao? Sửa soạn chưa? Bác nghe chưa rõ, ông nghe chưa rõ, con nhắc lại thì. Dạ, người Việt Nam sửa soạn ăn Tết như thế nào? Sửa soạn ăn Tết như thế nào? Vâng, cái ngày Tết ở Việt Nam đó, là nói một cách chung chung ai cũng biết là cái ngày đầu năm âm lịch. Không phải biết Việt Nam á, mình cái phong tục của văn hóa xưa đó mình tính theo âm lịch chứ không phải dương lịch. Cái dương lịch là hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2014, nhưng mà chính ra là ngày mùng 2 tháng Giêng, tức là tháng 1 của năm Giáp Ngọ là theo âm lịch. Thì sửa soạn ăn Tết á, là người ta làm mọi việc thế nào để cho mọi thứ trong gia đình, ở ngoài xã hội, thành phố, đường xá đều mới hết, bị sạch sẽ hết. Sửa soạn trong nhà sạch sẽ và cái sự đối xử giữa người lớn với người nhỏ và trong gia đình với nhau cũng tìm những cái tiếng ngọt ngào, lễ phép mà nói chuyện với nhau, chứ không có nói những cái tiếng tục tiểu hay là hung bạo. Đó là... Và còn cái việc mà ăn Tết nó quan trọng như thế nào thì con biết ở Mỹ á, con có cái Thanksgiving, con có cái Christmas, con có cái New Year. Không? Nhưng mà cái Tết ở Việt Nam á, it's a combination of all three.
Yes. Yeah. You understand that, right? Yes. Yeah. Cảm ơn ông. Thưa ông, tại sao có tục lệ đưa rước ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch? Thứ nhất là ông hỏi con tại sao cái tuổi của con mà con lại biết đưa ông Táo về trời và con lại biết tháng Chạp. Con có biết tháng Chạp là tháng gì không? Tháng Chạp là... Con hỏi ông thì ông phải hỏi lại cho con biết để ông giảng cho con nghe nha. Một. Tháng Chạp đó, tức là cái tháng 12 âm lịch, tức là cái tháng cuối năm, phải không? Like we say here, December. Theo cái dương lịch là December, nhưng mà âm lịch là gọi là tháng Chạp. Vì cái tháng đó chỉ chạp ấy, tức là đi sửa sang mồ mả ông bà, đi làm cỏ rác ở chung quanh mồ mả ông bà cho nó sạch sẽ. Thì cái tháng đó người ta làm cái chuyện đó, người ta gọi là đi chạp mả. Chạp mả tức là sửa sang mấy cái mồ mả cho nó sạch sẽ, gọi là chạp mả. Thì cái tháng đó người ta gọi là tháng Chạp, cái tháng để người ta đi làm chạp. Thế nên ngày 23 tháng Chạp là cái ngày mà cách cái ngày Tết đó vào khoảng một tuần lễ, thấy không? Thì người ta ở xưa ở Việt Nam người ta tin rằng là cái chỗ nào cũng có ông thần hết. Cái nhà cửa mình ở ông thần, có miếu cũng có thần, ở ngoài đình, ngoài vườn, cái chỗ nào cũng có thần hết. Thì trong nhà là có ông thần. Ông thần là ông thần bếp. Bếp á, hồi xưa nó không phải như là cái lò ga hay cái lò điện mà mình thấy ở đây. Bếp hồi xưa nó có ba cục đất sét đứng lên, rồi ba cục đất sét đứng cao lên, đó là đội trên đầu ba cục đó là cái nồi để mà nấu, rồi ở dưới mới đun lửa lên phải nấu. Thì gọi là ba cục đó gọi là ba ông táo. Ba ông táo đó là thường trực ở trong nhà, bất cứ cái việc gì ở trong nhà xảy ra là ba cái người đó là biết hết. Nhưng mà không phải ông hết, có hai ông và một bà. Ba ông đó người ta tưởng tượng có một bà táo và hai ông táo. Nó đặc biệt là như vậy. Không phải như Mỹ mà chỉ có you marry, you just have one husband and one wife. Và khi mà người ta tin tưởng như vậy là trường hợp đó là one wife and two husbands. That's the difference, you see? Và ba ông táo đó ở trong nhà đó, thì mọi việc ở trong nhà đều cái gì cũng là quy tụ nơi chung quanh cái bếp để mà vừa nấu vừa ăn rồi này nọ. Thành ra biết hết ba ông đó, biết ba người, hai ông táo và một bà táo đó biết hết những cái chuyện trong gia đình, cãi cọ hay là vui buồn hay cái gì cũng biết hết. Và cái người nào có tội lỗi, có làm cái chuyện gì gian dối thì là biết hết. Cho nên cái ngày trước cái ngày Tết đó, một khoảng một tuần lễ thì ba ông nó về trời để mà chầu mà báo cáo cho trời biết là trong cái gia đình đó nó xảy ra cái chuyện gì trong cái năm vừa rồi đó, để mà trời mới quyết định rằng bây giờ nên cho nó hưởng phước hay là phạt tội nó đó. Đại khái là nó như vậy đó. Đó, con chỉ hiểu chừng đó thôi, còn ngoài những cái chuyện khác tôi không cần biết tên nữa, không? Dạ cảm ơn ông. Giỏi quá. Dạ thưa ông, con hỏi một câu này nữa là để chuẩn bị đón Tết. Chuẩn bị đón Tết, ngày xưa ở Việt Nam mình phải làm những gì? Chuẩn bị đón Tết là phải làm những gì, phải không? Dạ ông. Bây giờ cái chuyện đó như hồi nãy ông nói cho con nghe đó, nó tương tự như là ở Mỹ, similar. Ở Mỹ người ta làm Christmas, người ta làm Thanksgiving, Christmas and New Year, every year. Thì cái Tết của Việt Nam là cái combination of three. Thì bây giờ con biết làm thế nào để sửa soạn cho cái Thanksgiving ngày 25 tháng 11 và làm thế nào để sửa soạn cho Christmas, làm thế nào để sửa soạn New Year, thì nó tương tự như vậy. Trước hết là phải trong nhà, ngoài cửa, ngoài sân rồi sạch sẽ hết, sửa soạn sạch sẽ hết để làm lại, mình chuẩn bị, mình làm lại cái gì ở trong nhà mình dùng cũng đều mới hết, và cả cái cuộc đời của mình và cái thân thể của mình cũng mới hết, kể cả việc áo quần cũng may mới nữa. Đó là chuẩn bị là như vậy. Nên trước khi chuẩn bị sửa soạn là mình phải làm cho nó sạch sẽ hết. Thì khi mà ông nó làm cho sạch sẽ hết á, là sạch sẽ cả nhà cửa, quần áo, thân thể của mình và cả cái tâm hồn của mình, cái trí óc mình nghĩ của mình nữa. Tức là làm thế nào để cho cái năm mới mình sẽ có những cái điều tốt đẹp, đẹp đẽ hết, chứ không có những cái chuyện gì xấu xa hết. Thì đó là cái chuyện sửa soạn để mà đón Tết. Thứ hai nữa là phải
có cái lòng hiếu là báo đáp cái ơn cha mẹ tổ tiên của mình hồi xưa. Cho nên chuẩn bị Tết là phải có cái chuyện cúng kiến, tức là sắm đồ ăn và hoa quả này nọ để cúng quẻ những người đã khuất, những người mà ông bà cha mẹ đã khuất, thì phải biết có tỏ cái lòng hiếu, cái lòng biết ơn những người trước của mình, cũng như là không bao giờ quên những cái người mặc dù họ không còn sống nữa, nhưng mà mình phải nhớ rằng cái linh hồn họ vẫn còn đâu đây với mình. Cho nên mình mời họ về trong nhà, mời mấy vị đó về trong nhà để chứng kiến với mình. Thứ ba nữa là mình làm thế nào để mà mọi người cũng đều sẵn sàng, giống như là Christmas ở Hoa Kỳ chẳng hạn, con phải chúc người này chúc người kia, ở xa thì gửi thơ gửi cạc, mà ở gần thì gặp nhau và chúc tụng đó, cái gọi là exchange greetings. Con phải cái Tết ở Việt Nam cũng vậy, cũng phải chúc nhau những cái chuyện tốt đẹp, bao giờ cũng chúc cái chuyện tốt đẹp hết. Rồi cái chúc đó có cái tập tục là đến cái ngày Tết đó, thì cái cấp nhỏ đó, cái tuổi nhỏ tuổi trẻ chúc những người lớn, thì chúc thì được người lớn trả lại bằng cách là cho nó cái tiền lì xì đó. Nếu mà con muốn hiểu cái tiền lì xì là cái gì á thì là ông sẽ nói thêm ra, đại khái là nó như vậy đó. Đó là chuẩn bị để mà đón Tết. Cảm ơn ông. Thưa ông, con người xong nhà cần người đó có những điều gì? Con nói lại thì nó ồn quá, ông nghe không rõ. Dạ. Thưa ông, chọn người xong nhà cần người đó có những điều gì? Chọn người xong nhà. Dạ. Xong nhà. Bây giờ, để ông hỏi con tại sao con biết cái chữ xong nhà. Xong nhà là sao? Xong nhà con nghĩ là phải dẹp lết người, dọn dẹp là cho năm mới. Không, xong nhà không phải. Cái xong đó không phải là xong để được cảm cúm mà xong đó không phải. Xong nhà tức là cái người đầu tiên trong cái năm đó bước tới nhà mình. Tức đầu tiên là lúc nào? Tức lúc sau cái giao thừa. Giao thừa là cái gì? Giao thừa là cái New Year Eve. Đó, sau 12 giờ đêm đó thì là qua 12 giờ 1 phút chẳng hạn, tức là cái giao thừa rồi đó. Thì qua cái giao thừa đó, kể từ đó trở đi, người nào đầu tiên bước tới nhà mình gọi là người đó xong nhà, xong đất. Dạ con hiểu. Thành ra bây giờ chọn như thế nào thì thường thường là người ta tin rằng những người đầu tiên bước chân tới nhà mình đó, là cái người phải tốt đẹp về cuộc đời của họ, về cái vận may của họ, là người luôn luôn họ gặp hên. They always look lucky people, not unlucky people. Và cái người đó tính tình tốt để mọi người thương, thì cái người đó đầu tiên bước vào nhà mình là người đó đem lại những điều tốt đẹp cho mình. Cho nên phải chọn cái người nào mà hoàn hảo. Ví dụ như là hai ông bà hay vợ chồng đó mà có người ly dị, hay là có người chết cùng một người sống, thì cái người đó không nên mời họ xong nhà, bởi vì cái người đó không có hoàn toàn, người nào cho thật hoàn toàn. Thứ hai nữa là người đó phải tính tình tốt để cho mọi người ở trong hàng xóm họ thương mến, thì cái người đó tới nhà mình thì tốt. Hoặc là cái người đó có những cái tiếng tăm lừng lẫy, hay là giàu có, thì nên cái người đó nên là chọn tới cái xong nhà của mình, là như vậy đó.